Động cơ Vũ Văn Bự này về xe Gol nữa các bạn. Mình thấy hai chiếc này thì quá đẹp ha. Hai chiếc quá đẹp luôn. Ồ, xài công nghệ mới, sử dụng đèn LED luôn ha. Dữ dằn. Đèn LED luôn. Để vô mình xem coi nó mở đường ba con này nhãn hiệu hai con đều Hitachi hết. Kiểu dáng đều y như nhau ha. Không biết chiếc này về không biết chạy được không đây. Coi bình sao rồi. Ấy da, ô đây, bộ bình ở đây. Bốn bình lớn. À hai con này y nhau rồi, bốn bình lớn thôi. Còn phía sau này không có gì đâu. Phía sau này bộ điều khiển thôi. Hộp điện điều khiển nè. Sau hộp điện điều khiển. Rồi ra phía sau lưng này nữa thì nó có một dàn cái này để banh. Rồi ở đây là để mấy cái ống rồi bật ra đây. Hình như. Để coi coi. Thường là bật ra. Bật ra là để đứng lên á. Đứng lên. Rồi. Đó, hai con y nhau ha. Để mình xem con này sao. Về bánh trái rồi thì thấy ok đó. Xem con này sao. Ui. Cũng bốn bình. Đó, cũng bốn bình luôn ha. Thầy coi này không tắt đèn chắc. Đúng rồi, tắt đèn, đèn LED. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử rồi ha. Thấy bình là đây. Bình đây à. Rồi, thử rồi. Quá ok. Nó nhanh dữ rồi. Quá nhanh luôn. Đạp phát nó nhào cái ao. Ui. Đây là đường dây sạc của nó đây. Sạc quá nhanh. Hai bên thì tầm nó cũng như nhau. Hai hàng ghế. Rồi bạn nào có nhu cầu alo với ông chủ ha. Rồi mến chào các bạn. Thấy xe thì ngon á. Quá ok á. Còn bánh trước thì mòn quá. Cái này thì mình nghĩ ông chủ bán rẻ lắm à. Thật sự luôn. Tại vì hàng này nó về là nó chèn, hàng chèn trong công. Bán rất rẻ đó các bạn. Rồi các bạn nào có nhu cầu alo cho ông chủ đi ha. Rồi.